Quý bạn xin gửi chào tới toàn thể cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Dạ vâng, và hôm nay giới thiệu các một cái mẫu sản phẩm rất là mới về hàng ở bên em và em đang mặc cho tất cả quý hàng xem đây. Thì đối với dòng sản phẩm này, đây là một cái mẫu áo gì ạ các bác ơi? Mẫu áo chất liệu nhựa PVC cao cấp, và đối với dòng sản phẩm áo này thì khi cân lên nó sẽ nặng 3,4 cân cho em. Đó, và độ dày của nó là 0,7 ly các bác nhá. Đó, 0,7 có nghĩa là chưa được 1 ly là nó 0,7, và cân nặng của nó là 3,4 cân. Thì cái dòng sản phẩm các bác nhìn này, đây là một cái mẫu áo trùm đầu như này. Đó, các bác thấy không ạ? Thì cái dòng sản phẩm áo này thì bác có thể chúng ta đi biển, chúng ta nó có cả hai loại, một loại là không có găng tay. Đó, các bác nào thích thật tay hơn thì chúng ta có thể mua loại này, và các bác nào thích có loại có găng tay bên em cũng có để cung cấp cho tất cả mọi người. Em sẽ làm ở những cái video sau. Còn ở cái bộ sản phẩm các bác nhìn này, đây là mẫu yếm nhá. Mẫu này thì bác chúng ta tùy theo, chúng ta nếu dây dài chúng ta có thể thu nút lại. Đó, chúng ta đeo cổ cho em. Đó. Đấy mọi người nhá, đeo lên như này. Đấy các bạn thấy không ạ? Đeo lên này để nước không vào trong cơ thể khi chúng ta đi biển. Thì cái dòng sản phẩm này chúng ta kéo khóa lên cho em. Đó, mẫu sản phẩm này là mẫu sản phẩm cực kỳ là mới, và trong thời gian bán hàng anh em hỏi rất là nhiều. Và quý phạm về số lượng kho đầy đủ các size. Đấy các bác kéo lên các bác thấy không ạ? Thì nước không bao giờ vào trong cơ thể chúng ta được, các bác nhìn nhá. Đi biển bắt cá cho em. Đấy các bác thấy không ạ? Và chúng ta bịt cái này vào này. Đó, ở đây nó có hai cúc bấm này. Đó, chúng ta thấy không ạ? Đấy, các bác nhìn kỹ cho em nha. Có hai cúc cho em. Đó. Đấy mọi người nhìn thấy không? Và trên này nó có cả cái mái che như này. Hàng này là hàng cao cấp, nhựa PVC cao cấp. Đây các nhìn kỹ cho em. Đó, em quay cho mọi người xem này. Đó, hàng này là hàng đẹp bên em nha các bác nha. Đó, mọi người nhìn rõ cho em này. Đấy, các thấy không ạ? Chất liệu của nó cực kỳ là đẹp luôn. Các nhìn kỹ cho em nha. Chất liệu rất là đẹp. Đấy mọi người nhìn thấy không? Phần ủng của nó này. Phần ủng của nó toàn bộ là đế ủng của nó, toàn bộ đế ủng chống trơn cho em. Đó, chống trơn chống trượt cho em, hàng cao cấp cho em. Đó, khi các mua tầm một bộ quần áo này, Quỳnh Phạm sẽ tặng kèm cho bác gì ạ? Một đế lót, một lót giày này, một lót giày này, một dây đeo bụng này, và gì nữa ạ? Và một lọ keo dán, tổng cộng sẽ tặng kèm 4 món đi kèm cho anh em. Khi các bác mua bộ sản phẩm này bên em, các bác nhìn hàng chất lượng không ạ? Đó, hàng cực kỳ là đẹp nha cả nhà mình nhá. Đó, chất liệu nhựa PVC cao cấp, một cái chiếc áo như thế này của nó là 3,4 cân. Đó, báo giá luôn cho anh em dễ mua bán. Dòng sản phẩm này của nó giá bao nhiêu? 599.000. Giá bao đất nước Việt Nam cho anh em luôn, hàng cực đẹp luôn. Đó, chắc từng đường kim mũi chỉ cho anh em luôn. Đấy các bác thấy không ạ? Đó, các bác cần sản phẩm này nhớ mời nhấc máy lên alo trực tiếp cho Quỳnh Phạm nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác chúng ta lên hàng thành công. Xin chào tạm biệt các bác, hẹn các bác buổi video sau nhé.